Chim cu gáy nha bà con, chim cu gáy là loài chim cu mà ăn rất tốt cho sức khỏe, thịt nó rất hiền, rất ngon, nhưng mà không phải ai cũng ăn được. Người không ăn được chim cu gáy đó là người say rượu, uống rượu, đó, trẻ em, người lớn tuổi, bà bầu, phụ nữ cho con bú, nóng trong người, lỡ lét tay chân, đang uống thuốc chống đông là không ăn được. Con chim cu gáy là người say rượu, uống rượu, trẻ em, người lớn tuổi, bà bầu, phụ nữ cho con bú, nóng trong người, lỡ lét tay chân, lỡ lét, đang uống thuốc chống đông là không ăn được con chim cu gáy. Ngoài ra nó còn rất tốt và tốt cho mọi người, đó là nó tốt giải độc nè, bổ huyết nè, tốt cho kinh nguyệt của phụ nữ nè, giảm đau, bổn thận, ích khí, thận hư, khí hư, mỏi gối đau đầu, mệt mỏi vô lực, di tinh mất ngủ, đó thấy không, căng thận, wow, tối qua, bổ ngũ tạng, tối qua, và còn âm cho tiêu hóa, bổ ngũ tạng, bổ âm, bổ tiêu hóa, wow, tối qua, tốt đi, đó, khu, nha bà con, đó, khu phong giải độc, tốt cho xương khớp, tốt cho tóc bóng, da, ăn một tuần một con và uống như ăn uống, không ăn lông, không ăn chân, không ăn cánh, đó là chim cu gáy nha bà con. Chúc bà con ta ăn chim cu gáy vui vẻ mạnh khỏe. Bà con ơi, xin chào, nào ăn chim cu gáy nhớ nha bà con, ăn chim cu gáy là những này không ăn nè, nó nguy hiểm đến tánh mạng của mình nè nha bà con. Đó là người say rượu uống rượu, trẻ em, người lớn tuổi, bà bầu, phụ nữ cho con bú, nóng trong người, lỡ lét tay chân và đang uống thuốc trong rong, những người này là không ăn được chim cu gáy nha bà con. Xin chào.